Chào đón quý vị khán giả đã đến với vòng đặc biệt của chương trình. Vòng này có tên là Được hay Mất. Chúng ta sẽ chinh phục chiếc két sắt trước mặt của chúng ta trị giá 50 triệu đồng bằng cách trả lời 5 câu hỏi của chương trình trong vòng 90 giây. Và trong 5 câu hỏi này sẽ có 2 câu hỏi mà cái đáp án của nó sẽ là con số. Cứ đưa ra một con số nào đó bất kỳ. Nếu như con số đó thấp hơn đáp án, em sẽ nói là lên, lên, thì chị sẽ tăng dần con số của chị lên. Hoặc nếu như con số của chị cao hơn đáp án, em sẽ nói xuống, thì chị sẽ hạ con số đó xuống cho đến khi chị tìm được con số đó. Và nếu như câu nào khó quá, chị có thể nói cho qua. Lúc đó em sẽ dừng đồng hồ thời gian để mình bình tĩnh lại, sau đó mới được quay tiếp tục với những câu hỏi khác. Và ở đây chị Dung là đội trưởng, cho nên là đề nghị chị sẽ công nhận đáp án từ phía chị Dung. Còn với Phú, em có thể bên cạnh hỗ trợ bằng cách nhắc chị Dung về những cái đáp án mà em nghĩ ra. Mời hai chị em. Để hôm nay coi cái màu đỏ, cái màu cam may mắn của chị Dung nó có mang đến cái sự hên cho đội của mình hay không. Câu số 1. Loài vật nào không biết ấp trứng, đi ấp nhờ tổ của loài khác? Bắt đầu. Chim yến. Sai. Chim sẻ. Sai. Cái gì đó, gì. Không, chị, có cái câu gì á chị? Câu gì? Cái câu gì nuôi. Nuôi ai? Nuôi con gì á? Nuôi con. Trong phim mình hay xài. Sai. Con gì á mà nuôi là bỏ đi á? Con tu hú. Tu hú. Chính xác. Yeah. Ta hay nói là chim tu hú là cái con mà không biết ấp trứng rồi đi ấp nhờ tổ của loài khác, tức là nó đẻ trứng vô tổ của con khác, xong rồi cái con khác ấp trứng giùm cho nó vậy đó. Mình còn 39 giây nha. Câu số 2 là câu hỏi mà đáp án là một con số. Việt Nam hiện có bao nhiêu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giáp biển? Bắt đầu. Mình có tất cả 54 tỉnh thành. Trả lời 50. 30. 30. Xuống. 29. Xuống. 28. Chính xác. Hay quá. Câu số 3. Quốc kỳ duy nhất của nước nào ở châu Phi có in hình khẩu súng AK? Bắt đầu. Chắc mình trong hình K. Chắc mình dựng qua câu khác. Không, gì không? Tên nước cái gì đó? Nước nước Zambi. Sai. Zimbabwe. Zimbabwe. Sai. Zimbabwe. Sai. Zimbabwe. Zimbabwe. Sai. Zimbabwe. Zambo. Sai. Zambi. Không biết cho mình qua. Mình qua câu hỏi. Dừng. Rồi đó. Mệt. Không biết thì mình cho qua, đúng không? Tại vì thật ra đây là cái tên nước ngoài, tên tiếng nước ngoài. Cho nên là nó cũng cần phải có sự chính xác trong đó. Cái nào nó khó quá cho qua, đừng để mất thời gian nha. Mình còn 34 giây. Câu tiếp theo sẽ là câu về con số. Khối núi Ngọc Linh trong dãy núi Trường Sơn Nam có độ cao bao nhiêu mét? 2.000 mét. 2.000. Lên. 2.001. Lên. 5.000. 5.000. Xuống. 4.000. Xuống. 3.000. Xuống. 2.500. Lên. 2.600. Xuống. 2.550. Lên. 2.560. Lên. 2.570. Lên. 2.580. Lên. 2.590. Lên. 2.595. Lên. 3.000. Xuống. 2.596. 2.596. Lên. 2.597. Lên. 98. 2.598. Chính xác. Trời. Số 2598. Chứ tự nhiên chị nói 98 không thôi là sao được. 2598. Đó là cái chiều cao của dãy Ngọc Linh, nóc nhà của đỉnh Trường Sơn. Bây giờ mình tiếp đến câu số 5. Còn có vài giây thôi. Ráng cho đúng câu này nha. Món ăn nổi tiếng của làng Lệ Mật, Hà Nội được chế biến từ con vật gì? Bắt đầu. Lệ Mật là con rắn. Chính xác. Sao biết hay vậy vốn? Lệ Mật biết. Biết thôi. Như vậy là mình đã trả lời được hết 4 câu. Còn một câu cuối cùng, sau khi em đọc xong câu hỏi thì đồng hồ mới bắt đầu nhảy. Trong vòng 4 giây, nếu như hai chị em nói đúng được đáp án thì mình có 50 triệu đồng. Tập trung nhớ lại những gì mình đã nói rồi thì đừng lặp lại nữa. Quốc kỳ duy nhất của nước nào ở châu Phi có in hình khẩu súng AK? Bắt đầu. Zimbabwe. Zimbabwe. Sai. Zimbabwe. 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 Sai. Và thời gian đã kết thúc. Nước này là nước Mozambique. Hai chị em đọc Mozawe, rồi Mozawi, Mozawit gì đó là những cái đáp án sai. Chị Dung cũng đã mường tượng đến tên của cái đất nước này, nhưng mà để nhớ cho chính xác và đọc cho chính xác thì hai chị em chưa làm được điều đó. Chiếc két sắt 50 triệu đồng vẫn để lại cho chương trình, thưa quý vị.
Và ngày hôm nay cũng là một ngày rất là hấp dẫn, kịch tính, với hai đội chơi đã mang đến cho chúng ta ngoài những kiến thức ra còn là những cái giây phút vô cùng thú vị cùng với chương trình. Và mong rằng quý vị khán giả sẽ luôn luôn theo dõi, luôn luôn ủng hộ cho chương trình.